Chuẩn bị vào mùa tựu trường, nhu cầu mua sắm máy tính cầm tay, laptop phục vụ việc học của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tăng cao trong những ngày qua, khiến thị trường mặt hàng này trở nên sôi động. Theo ghi nhận của chúng tôi tại các siêu thị điện máy, cửa hàng trên địa bàn tỉnh, hiện nguồn cung laptop, máy tính cầm tay khá dồi dào với nhiều phân khúc lựa chọn phù hợp từ bình dân đến cao cấp. Trong đó, phân khúc các sản phẩm bình dân được bán ra khá nhiều từ đầu tháng 8 đến nay. Đây là thời điểm mà nhiều học sinh, sinh viên chuẩn bị cho việc nhập học. Do đó, nhu cầu mua sắm laptop, máy tính cầm tay để phục vụ mục đích học tập cũng dần tăng cao. Dịp này, nhiều hãng công nghệ đã ra mắt các dòng phiên bản sản phẩm mới giúp khách hàng có thể dễ dàng chọn với đa dạng phân khúc, cấu hình và tầm giá. Đối với các dòng laptop, phân khúc đang được nhiều người chọn mua là các sản phẩm có giá từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là những dòng sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông được điều chỉnh giảm giá. Mức giảm dao động từ 1 đến 4 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Năm nay em học lớp 12, thì ngành em chọn theo là truyền thông đa phương tiện. Sau một hồi tham khảo thì em quyết định đến siêu thị điện máy xanh để mua laptop ạ. Thì đến đây em đã chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý. Hy vọng rằng nó có thể đáp ứng đủ lâu cho các nhu cầu học tập của em. Tương tự đối với các sản phẩm máy tính cầm tay, thị trường khá sôi động với nguồn hàng phong phú. Theo đại diện nhiều cửa hàng, các loại máy tính cầm tay dành cho đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có mức giá phổ biến từ 550 đến 800 ngàn đồng. Những dòng sản phẩm này đã thu hút nhiều học sinh đến chọn mua trực tiếp tại cửa hàng. Nhân dịp năm học mới, em đến nhà sách Vạn Chí để mua dụng cụ học tập, đặc biệt là một chiếc máy tính. Bởi vì năm nay em lên lớp 8 và chiếc máy tính sẽ hỗ trợ cho em việc giải toán nhanh và thuận lợi hơn. Hy vọng chiếc máy tính này sẽ giúp cho em đạt được nhiều thành tích trong năm học mới. Để chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm, các siêu thị, cửa hàng bán máy tính cầm tay, laptop trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo đa dạng nhất về danh mục thương hiệu, số lượng mẫu mã sản phẩm và dồi dào hàng hóa. Bên cạnh đó, các siêu thị, cửa hàng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để kích cầu mua sắm, tăng doanh số bán hàng. Đặc biệt, nhiều siêu thị, cửa hàng đã triển khai các chương trình ưu đãi lớn, giảm giá sâu dành cho học sinh, sinh viên vào dịp năm học mới. Hiện tại bên hệ thống của em thì có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho một laptop. 100% sản phẩm bên em khi mua đều có quà. Ít nhất thì chương trình học sinh sinh viên thì đang có chương trình là tăng sinh viên tiểu trường, giảm giá từ 300.000 cho tới 3 triệu theo số điểm của em thi vừa rồi. Còn chương trình học sinh dành cho trung học phổ thông với sinh viên thì giảm giá từ 300 cho tới 500. Ngoài ra thì trong thời gian này thì mùa tiểu trường thì bên em cũng có hỗ trợ chạy thêm chương trình khuyến mãi trả gốc 0 đồng, lãi suất 0%. Ngoài ra còn có thêm một cái khuyến mãi mà chỉ có duy nhất tại hệ thống điện máy xanh với thế giới động, đó là chương trình tặng Office 365 bản quyền. Trị giá bản Office này là 990.000. Nói chung là nhà sách đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả các mặt hàng để phục vụ cái nhu cầu tất yếu nhất để cho học sinh nhập học tốt nhất. Thì trong đó thì cũng có những mặt hàng như hàng máy tính bảng để cho phục vụ cho nhu cầu cho các cháu đại học tốt hơn. Thì năm nay thì hầu như sách máy tính bảng của cấp 2 và cấp 3 là anh em đã bố trí nhập về đầy đủ hết với nhà cung cấp là chính hãng cho và chất lượng và uy tín nhất để cho phụ huynh tin tưởng đến với nhà sách để chọn lựa tốt hơn. Năm nay thì các nhà cung cấp của máy tính bảng nó người ta tăng thêm cái thời gian bảo hành cho mình từ 5 năm đến 7 năm. Có thể thấy các chương trình giảm giá, kích cầu tiêu dùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, sinh viên có thể mua sắm máy tính, hỗ trợ việc học tập. Tuy nhiên, đại diện các siêu thị, cửa hàng, nhà sách khuyến cáo, người tiêu dùng nên đến cửa hàng uy tín để mua được sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý. Người dân cũng nên thận trọng khi lựa chọn sản phẩm khuyến mãi, tránh tình trạng ham rẻ, mua phải hàng kém chất lượng.